Ngày hôm nay ta cùng họp hắn nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt nên. Happy birthday to you. On this day, all together we'll be, and we'll all sing for your birthday. 1, 2, 3, we blow out the candles. Happy birthday to you. Happy birthday to you. And happy birthday to you. Sinh nhật 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt nên. Happy birthday to you. On this day, all together we'll be, and we'll all sing for your birthday. 1, 2, 3, we blow out the candles. Happy birthday to you. Happy birthday to you. And happy birthday to you.
tại buổi lễ sinh nhật 18 tuổi của Nguyễn Minh Trang, Tina. Và lời đầu tiên thì xin cho phép Nam Khánh thay mặt cho gia đình xin được kính chúc quý vị có một buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc ạ. Tất cả chúng ta ở đây đều là những người bạn, những người anh chị em, những cô bác, cô chú rất là thân thiết cùng với gia đình. Thế nên là ngày hôm nay thì Nam Khánh cũng xin được phép là quý vị ơi, một tràng pháo tay thật lớn nữa cho nhân vật chính của chúng ta đã đứng ở trên sân khấu này rồi đây ạ. Vâng, và Tina có thể bước lên trên một chút có được không em? Vâng, và đương nhiên thì ở trong ngày vui trọng đại này thì người bố của Tina, anh Ngọc, cũng như là toàn thể gia đình đã có mặt tại trên sân khấu, và anh Ngọc cũng sẽ có đôi lời muốn chia sẻ tới toàn thể tất cả các quý vị khách quý. Vậy thì bây giờ Nam Khánh sẽ xin đưa lại mic cho anh Ngọc. Vâng, và xin mời. Cảm ơn. Xin chào tất cả ông bà, cô chú, các bạn thân thiết của gia đình và các bạn của cháu Tina. Gia đình rất là vui mừng và trân trọng khi tất cả ông bà, anh chị và các bạn đã bỏ thời gian đến tham dự mừng cùng gia đình tổ chức cái buổi lễ trưởng thành của cháu Nguyễn Minh Trang, tên tiếng tiệm là Tina. Vừa ngày nào thì cũng có vừa mới tổ chức đầy năm cho cháu, và cũng nhìn qua những gương mặt đây cũng phải rất nhiều những ông bà, cô chú, các bác ngày đấy cũng có mặt ở trung tâm Hoàng Thành để mừng cái buổi lễ đầy năm cho cháu. Ngoảnh đi ngoảnh lại thì năm nay lại 18 rồi, thời gian rất là trôi rất là nhanh. Và một lần nữa rất là trân trọng và cảm động, cảm ơn mọi người đã có thu xếp thời gian đến dự cái ngày vui cùng gia đình. Và nhân cái dịp mà cái ngày lễ trưởng thành này thì đây cũng là một dấu ấn, một kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời, khi con gái của chúng tôi chính thức bước sang tuổi trưởng thành, tuổi 18, rất là đẹp. Và hy vọng thì con gái sẽ luôn vững bước trên những con đường tiếp theo, trên sự nghiệp học hành và cuộc sống tiếp theo. Đấy, và con sẽ đạt được nhiều thành công mong muốn, theo sự mong muốn của con. Và con cũng sẽ là một cái tấm gương sáng để ba em của con và các em khác trong gia đình học tập. Đấy, một lần nữa thì bố mẹ luôn và gia đình và bà và các em luôn rất là yêu thương con. Chúc mừng sinh nhật con. Và đây sau đây thì có bác Tiến, ông Tiến là của cháu. Xin thay mặt gia đình và thay mặt ông cháu có đôi lời. Vâng, xin kính thưa các ông bà, cô bác, anh chị em và các cháu. Hôm nay tại gia đình chúng tôi rất là vui mừng được tổ chức sinh nhật đón thành viên đầu tiên trong thế hệ thứ 3 bước vào tuổi 18. Đấy là cháu Trang Tina. Vâng, xin cảm ơn. Chúng ta nói đây là thành viên đầu tiên của thế hệ thứ 3, và chúng tôi vẫn nói với nhau, đối với một các đại gia đình, không phải chỉ riêng gia đình chúng tôi, cái thế hệ thứ 2 là các bạn, các bố mẹ, các cháu đứng ở đây. Nhưng thế hệ thứ 3 là cái thế hệ tương lai, không những của các đại gia đình và của cộng đồng người Việt Nam ở đây nữa. Và chúng tôi rất mừng là cái thế hệ thứ 3 càng về sau các cháu càng học giỏi, hòa nhập tốt hơn vào xã hội của Séc. Và chúng tôi cũng nói với nhau là dù đi khắp nơi thì chúng ta vẫn nhớ tới quê hương thứ hai của mình. Quê hương Domov là bắt nguồn từ những Domi, tức là phải có những ngôi nhà. Và ở đây có nhà của ông bà, của cha mẹ. Dẫu cuộc đời sau này còn đưa các cháu đi qua nhiều nước nữa, nhưng kỷ niệm về những cuộc đời quê hương thứ nhất ở Việt Nam và quê hương thứ hai của các cháu ở đây sẽ mãi mãi là một kỷ niệm không bao giờ quên. Và ông mong rằng cháu luôn luôn nhớ tới quê hương thứ nhất và quê hương thứ hai của mình, để trên con đường của mình, dấu cái cuộc sống còn đưa cháu đi qua bao nhiêu năm tháng rộng dài chăng nữa, thì mãi mãi đây là những kỷ niệm rất đẹp với sự có mặt của các ông bà, các cô bác, các anh chị trong cái buổi vui ngày hôm nay của cháu. Và hôm nay thì tôi lại nhớ lại cái thời gian nhỏ của cháu. Bố mẹ cháu có công sinh thành, nhưng ông bà nội của cháu là những người đã chăm sóc, nuôi nấng cháu từ những ngày còn thơ ấu.
rất chăm sóc, rất là chú đáo, nghĩa là lo cho cháu từ bữa ăn, giấc ngủ. Và rất tiếc ông nội của cháu hôm nay không còn ở đây, vì trong cái buổi lễ này sinh nhật của cháu thì chúng tôi cũng tỏ lòng tưởng nhớ tới ông nội của cháu, và cũng muốn xin thay mặt chúng tôi cũng nghĩ rằng ở bên kia thế giới ông nội của cháu cũng sẽ rất vui mừng, cũng đã rất vui mừng với sự trưởng thành của cháu ngày hôm nay, và hy vọng sẽ trong tương lai cháu sẽ ngày càng trưởng thành hơn. Và cái điều mong ước của tất cả chúng tôi ở đây là thế hệ thứ ba sẽ ngày càng đoàn kết. Người ta nói rằng chị ngã em nâng, dẫu bao nhiêu khó khăn thì nhọc nhằn thì chúng ta cũng sẽ qua cả. Và đấy là cái hy vọng của tất cả gia đình, gửi gắm với cháu. Về hôm nay thì cháu là cái người lớn tuổi nhất trong cái thế hệ thứ ba, nhưng mà trường họ của thế hệ thứ ba thì có khi là người bé tuổi nhất. Cháu bé đang đứng ở đây. Đấy, tức là tôi này, cháu Hoàng và cháu bé đây, là nói thế này là tôi dễ hiểu này. Cả ba người con trai đều là con trai cả. Cho nên là cái thế hệ thứ ba chúng tôi đã xây dựng lên được một cắm rễ được ở cộng đồng xét này là cái điều rất đáng mừng. Và cũng thay mặt cho đại gia đình, thay mặt cho ông bà cháu, bố mẹ cháu và toàn thể các thành viên trong đại gia đình, xin cảm ơn các ông, các bà, các cô chú, các bác, các anh, các chị và các cháu đã đến dự lễ ngày hôm nay để mừng sinh nhật cho cháu Trang Tina. Chúc mừng cháu. Vâng, và một lần nữa thì xin được cảm ơn những lời nói rất là chân thành của tiến sĩ Nguyễn Văn Tiến. Vâng, và bây giờ quý vị ơi, gia đình cũng xin muốn kính mời quý vị chúng ta hãy cùng nâng ly có được không ạ? Vâng ạ, xin mời cả nhà cùng nâng ly một lần nữa chúc mừng sinh nhật cho cháu. Chúc mọi người có một buổi tối rất là vui vẻ và cùng nhau chia sẻ những niềm vui. Và xin mọi người chuẩn bị cốc nâng ly ạ. Vâng ạ, mọi người có cốc chưa ạ? Mời Nam Khánh ạ. Vâng, và Nam Khánh xin được phép sẽ làm quản ca cho chương trình này. Vâng, và quý vị ơi, dù sao thì chúng ta cũng là người Việt Nam đúng không ạ? Chúng ta có thể 1, 2, 3, dô có được không ạ? Okay. Có được không quý vị ơi? Dạ. Vậy thì Khánh sẽ bắt đầu đếm nhá. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. Vâng, và xin được chúc mừng sinh nhật Tina. Quay trở lại sân khấu, nhân vật chính của chúng ta xin kính mời Tina sẽ quay trở lại sân khấu. Quý vị ơi, Khánh biết là chúng ta vẫn đang các con đứng trước đấy nào. Happy birthday đi anh. Dạ. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nam Khánh muốn là chúng ta sẽ cùng hát bài Happy Birthday cho Tina để cho cái buổi lễ ngày hôm nay nó thật là đẹp, có được không quý vị? Ai chúng ta cũng thuộc lời bài hát đúng không ạ? Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Một lần nữa. Happy birthday to you. Hello. Vâng, và bây giờ sẽ là thổi nến ạ. Điều ước đi em ơi, xong rồi là sẽ thổi. Nào, bao giờ nghĩ xong thì thổi nhá. Ok.
phần buổi nến thì đã xong, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến phần cắt bánh ạ. Vâng, và Nam Khánh xin phép được mời nhà hàng có thể cho mượn một chiếc dao để mang lên đây để cắt bánh được không ạ? Vâng, và xin mời nhà hàng sẽ mang dao lên. Cảm ơn Huy Anh nhá.
Asim kam si do mnie i me poznaj,
čím bílý kamašík je můj pán. Život já bych za něj dal, oh má lady karneval, mám tě rád, mám tě rád. A tam a paní vím, já se jenom, a teď se ti volám jen lady karneval. Dříve katám vážným vě podlíhám, a teď se přichovám jen Lady Carnaval. A teď se přichovám jen Lady Carnaval. Okay. Vâng, và xin được cảm ơn sự tập trung của toàn thể tất cả các quý khách quý. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục, Nam Khánh sẽ bật nhạc nhẹ và chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện với nhau. Thank you.